Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện bàn môn đạo sĩ Tại Chí Quái Thế Giới tập 94 Của tác giả Thái Kiếm Dịch giả Hát Thủy Trầm Chu Qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 861 Quay về Vũ Quốc Lúc này vận động khắp cả nước Hư Thiên Ý tuyên bố Nguyên Đế Băng Hà cũng lấy thế xét đánh không kịp bưng tay giết chết mấy người phản kháng thuận lợi trở thành tân nhiệm của vũ triều cũng là nữ hoàng đế đời thứ nhất mặc dù không hợp lệ pháp nhưng mà hư thiên ý tuyên bố dẫn người sau khi phi thăng đám người ném ý nghĩ trong lòng ra sau đầu ai quan tâm có hợp lý hay không ít lợi của mình mới là thật cùng lúc đó trấn quốc cường giả của quốc gia khác nhào nhào đến đây để thăm dò hư thiên ý không cần lục khiêm ra tay hai ba lần đã giết chết địch nhân xâm phạm thiết lập lại địa vị cường giả đệ nhất đại lục ít ngày nữa ta đã sắp phi thăng lại đến phiền ta cô tin ta diệt cả nước các ngươi không các cường giả trấn quốc may mắn còn sống sót được nghe câu này lập tức cười làm lành rời khỏi trong lòng ước gì hư thiên ý tranh thủ thời gian rời khỏi đồng thời lại cảm thấy hư thiên ý quá mức xảo trá rõ ràng điều đột phá còn giết hồi mã thương rất nhanh hư thiên ý chọn lựa ra một trăm vạn người những người còn lại thành lập một triều đình mới ngay tại chỗ do một người có tư chất như hoàng tử đảm nhiệm hoàng đế về sau hắn chỉ là bù nhìn của vũ quốc ngân sơn tinh một triệu người đến trường nhạc cung qua khu rừng rậm của lục khiêm tới trước kia lại từ trường nhạc cung đi về phía ngân sơn tinh về phần pháp trận từ trường nhạc cung dẫn đến thái thuấn tinh lục khiêm cũng không có đóng lại mà để cho người vũ quốc xây dựng một thành trì ở chỗ này tương lai làm đầu mối then chốt giao lưu thương nghiệp giữa hai giới đối với việc này dương tiêu cũng không ngăn cản hai giới giao lưu đôi bên cũng có lợi có lợi để mà tăng số lượng cao thủ chỉ đặc biệt nhấn mạnh hai nguyên thần lục khiêm và hư thiên ý không có được lưu lại nơi đây miễn cho người khác nhìn thấy âm mưu phi thăng. Theo một người cuối cùng rời khỏi, hoàng đế mới của vũ quốc thất vọng mất mát. Trước khi đi, lục khiêm đặc biệt lưu lại 10 cái quyển trục, phong ấn 10 đạo kiếm khí của nhân hoàng kiếm, tương đương với mục đích toàn lực của nguyên thần mới vào, giết chết người lô kiếp trở xuống không có vấn đề. Tiến hành trung chuyển thông qua trường nhạc cung, 101 dạng người rốt cuộc đi vào ngân sơn tinh, thương sơn xanh biếc, đại địa trắng bạc, đầy rẫy đều là mặt đất màu bạc và một cây đại thụ che trời. Bóng cây xanh biếc bao phủ toàn bộ bầu trời, nhưng bên dưới không có đến nỗi tối tăm. Nữ thụ đặc biệt để là một số vị trí, ngọn núi màu bạc, phản xạ ánh sáng mặt trời dẫn rất sáng. Trên bóng cây treo đầy trái cây có hình dạng hài nhi và vô số loài chim mặt người, cánh quả hồng ngậm trái cây để vào vật chứa bằng ngọc. Thần cây rộng trăm trượng có khuôn mặt của nữ tử. Mặt người khép hờ hai con mắt, yên tĩnh tường hòa, thần thánh nghiêm nghị. Một số phàm nhân không có tự chủ được quỳ xuống miền hô thần linh. Đây là... Hư thiên ý, nhẹ nhàng ngửi không khí một cái. Tình khí trong không khí rất yếu. Hầu như là toàn bộ đều đã bị nữ thụ kia hấp thu người bên ngoài muốn hút một chút cũng không có được nhưng có tinh khí hay là không có cũng không quan trọng võ giả không cần tinh khí đến cạnh giới thiên nhân trực tiếp cảm ứng nhật nguyệt tinh hấp thu năng lượng có thể nói nơi đây chính là thiên đường thích hợp nhất cho võ giả nhưng mà mặt đất ở chỗ này đến cùng xảy ra cái chuyện gì đất bạc màu mỡ và có lợi cho sự phát triển của thực vật lục khiêm giải thích loại đất bạc này được tạo thành từ sau khi mà thụ nhân tử vong để lại thi thể hài cốt trong dạng năm qua có chất dinh dưỡng rất cao lấy tới đại hậu tinh cũng có thể trực tiếp xem như phân bón mà lại cũng không có giống như nồng độ phân bón thông thường quá cao để mà làm tổn thương cây trồng các người xây dựng thành trì ở chỗ này lát nữa phái đạo binh giúp các người đừng có tùy tiện hái thụ nhân quả bị chim mặt người giết chết cũng mặc kệ người. lục khiêm nói với hư thiên ý bây giờ nữ thụ mỗi ngày sản xuất một dạng hai thụ nhân quả tám ngàn bán cho ngự long sơn hai ngàn bán cho thế lực khác còn lại hai ngàn được giữ lại dự bị một ngàn quả mỗi ngày có thể giao cho đám người hư thiên ý phân phối được tham vọng của hư thiên ý đã được đền đáp võ giả bởi vì thể chất cường đại khí huyết dồi dào biến thành khẩu phần ăn của hầu hết tu sĩ luyện thể và yêu quái. Bây giờ có một môi trường an toàn như vậy, họ đương nhiên phải nắm bắt cơ hội này. Chính là hư thiên ý cũng biết rõ võ giả sau này có thể trở thành đạo binh đặc biệt của lục kim. điểm ấy nàng ngược lại không có lời oán hận. võ giả không thích hợp với hoàn cảnh quá mức an nhàn. cần ở trong chiến đấu thì mới có thể trưởng thành. sắp xếp xong công việc. Lục Khiêm mới trở về bế quan. Trường Nhạc Cung Lục Khiêm dựa vào chiếc ghế bằng gỗ liêm, uống trà cống nạp từ những người thuộc hạ, tâm trí lơ đảng về phía xa. Chuyến đi đến Thái Thuấn Tinh lần này không có bao nhiêu thu hoạch. Đám người quyền lão hắc đế không có biện pháp trở về, chỉ mở ra một con đường kinh doanh mới. Bây giờ chưa có thuận lợi, không biết sau này có thể thu hồi vốn hay không. Đoán chừng không giao dịch được đồ tốt gì chỉ có thể kiếm được một ít tiền lần này đi thái thúng tinh lục khiêm cũng nhận được đáp án mong muốn chỉ ít trước khi động chân quan tuyên không có phái người đến bắt mình trong khoảng thời gian tiếp theo sẽ để cho nhóm thủ hạ quỷ thần bắt quỷ thần khác xây dựng phong đô sơn mình cũng phải bắt đầu chuẩn bị để mà hấp thu tinh khí bản nguyên thành lập động thiên trong cơ thể động thiên trong cơ thể mỗi người cũng khác nhau, hấp thu tinh khí cũng khác biệt. Lục khiêm muốn tu luyện động thiên trong cơ thể, phải hấp thu đủ một lượng tinh khí bản nguyên thuộc tính năm. Tinh khí bản nguyên làm nền tảng của thiên địa, thế giới bây giờ thăng cấp lên động chân có hai con đường. Một là hấp thu tinh khí bản nguyên, thoát khỏi cái môi trường tương ứng. Loại thứ hai, bạo lực phá hủy thiên địa, áp dụng phương thức, hấp thu mẫu gà lấy trứng hoặc là lắp điện hải ngoại, hoặc là tinh thần ngoại vực Thế giới trung tâm chỉ định là không có thể dùng loại phương pháp thứ hai. Trước không có nói có thể phá quỷ hay không, chỉ sợ vừa đồng thủ đã bị dây công. Ngân Sơn Tinh cũng không có thể làm như vậy. Bản thân không có bao nhiêu tinh khí bản nguyên, quỷ hoại càng không có lợi. Chỉ có thể tìm kiếm tinh thần mới. Điều này lại cần phải có nhiều thời gian, hoặc là đến lãnh địa hải ngoại xem xét hải ngoại nói tới hải ngoại lục khiêm nhớ tới ba lãnh địa đã bị ngọc kinh sơn chiếm cứ mấy cái nơi rơi vào tay của địch cho dù cầm về cũng không có đủ nhân thủ trấn áp còn không bằng quỷ cho xong việc nghĩ tới đây trong lòng lục khiêm có kế hoạch nhưng mà tầng thứ sáu của phong đô sơn sắp xây xong đến lúc đó rồi nói sao bây giờ âm cảnh thiên cung vẫn là còn thiếu nhân lực ba lãnh địa không dội đoạn thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Lục Khiêm nghĩ đến Thái Ẩm Dược. Thái Ẩm Dược không có giống với Nam Linh Dược dở dụng. Chủ thể vẫn là bảo tồn hoàn hảo. Lại thêm cái đám người thụ tinh mụ mụ và tu quan, la dân, trấn thủ đã có sẵn thành viên tổ chức tiếp thu. 200 năm trước, bọn người của Thu quan ở Thái Ẩm Dược chuyển sinh, bây giờ hẳn là lấy vương pháp chuyển thế hư đan tiến vào chân đan. Đi vào thế giới trung tâm là có thể độ kiếp, tương đương với sức chiến đấu của mấy phòng kiếp du lượng lục khiêm gọi đệ nhất du lượng thông qua lệnh bài bạch ngọc trong tay đại nhân có gì phân phó một con thiên nga quá thân thành hình người xây là một cái pháp trận hai mắt của đệ nhất vô lượng tỏa sáng nói đại nhân lại có tinh thần mới sao không phải nhóm của chúng ta quay về thái ẩm dực vẻ mặt của đệ nhất vô lượng khó xử quyển chuyện nói trước mắt có hai cái pháp trận ngân sơn thái thuấn không cần phải mở pháp trận mới ở thái ẩm dực bên kia nữa mỗi một lần mở pháp trận truyền tống đều là phải tiêu tốn một lượng tài nguyên khổng lồ nếu như đơn thuần chỉ là áo gấm về quê không cần thiết tiêu số tiền này mở một lần là được sau này sẽ không còn thái ẩm dực nữa thì ra là thế đệ nhất vô lượng nghe ra được tin tức bên ngoài lời nói của lục khiêm lập tức trở về chuẩn bị. Chương 862 Trạm Yêu Thái ẩm Dực Trong cuộc chiến dương đạo bá đạo năm đó, cuối cùng dương đạo lấy nền chính trị nhân từ đã chiến thắng. Người đời gọi thiên tề đại đế lục khiêm, nhật thống thiên hạ là ngang hàng với trời, tạo thành thể chế lấy nền chính trị dương đạo nhân từ trị quốc, thủ đoạn bá đạo đối ngoại. Trong trận chiến đó, Tắc hạ học cung có công lao to lớn, vô số nhân tài đã nổi lên, được gọi là tắc hạ đầy triệu. Bởi vì thế lực quá mạnh, tắc hạ học cung bị chia thành mấy cơ cấu. Học cung là cơ cấu bồi dưỡng nhân tài, gửi nhân tài đến các cơ sở khác. Ví dụ như trấn thủ phủ đối ngoại, trảm yêu ti, phòng ngừa yêu ma làm loạn, phùng thi nhân, bảo vệ tàn kinh cá của hoàng đế dân dân, quyền lực bị chia cách, các cơ cấu lớn bị lợi ích khác biệt dưới sự dẫn đầu của hoàng đế hình thành cân bằng như thế không cần giết công thần ổn định giang sơn tề đô thành trì hùng dĩ hàng dài người đi bộ và thương nhân ở cổng thành khuôn mặt của mọi người đều tràn ngập niềm vui trong lễ hội năm nay đánh dấu kỷ niệm 200 năm ngày sinh của tiêu phàm đại đế đời thứ hai của tề quốc để thể hiện phong thái của một quốc gia lớn quan đế đặc biệt hạ lệnh cả nước nghỉ ba ngày tổ chức đại lễ tại kinh thành đến lúc đó sẽ có người đến từ tứ phía bốn phương tám hướng tham gia khánh điển bên trong thành cây xanh lấy gấm hoa tươi trải đường cư dân mặc quần áo mới đường phố sạch sẽ gọn gàng không có chỗ nào không biểu hiện ra quốc lực to lớn của tề quốc tề quốc ngoại trừ có một số nơi xa xôi chủ động từ bỏ thăm sơn rừng rậm những nơi khác đều là lãnh thổ của tệ quốc. Cho dù là yêu tộc trước đây không ai bị nổi, hiện tại cũng chỉ còn lại của người già trẻ nhỏ có đầu rút cổ dưới mặt đất. Ở phía trên tường thành, một nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng đứng ở đầu tường, nhìn qua dòng người qua lại. Đứng bên cạnh là hai vị dương gia lâm diêm, diệp động, ở phía sau là văn võ đại thần. Hơn 200 năm tu hành cũng làm cho tiêu phàm tiến vào cảnh giới hư đàn. Nhưng hắn ta không có lập tức chuyển thế mà lại dùng phương pháp tố giảm cầu không của thiên hà đạt được chân đan mà vẫn luôn kéo dài. Trong cung điện phía sau ba người, lờ mờ có thể nhìn thấy được một cây đa to lớn, đó là bản thể của già Lam, thụ tinh mụ mụ. Sau bữa tiệc này lại đến thú triều ở hải ngoại, sau khi mà kiếp nàng qua, ta muốn thoái vị tu hành. Tiêu Phàm nói thẳng, đại ca thói vị để ai làm hoàng đế nhường ngôi đi con cháu không tiếp nhận được thần khí thì sẽ lãng phí giận may của đất nước nghĩ đến đây tiêu phàm quay đầu nhìn về phía diệp động ta và lâm huynh gần với chân đan nhất sau này hoàng vị sẽ do người kế thừa trong lúc tại vị không được từ bỏ tìm kiếm thân phận chuyển thể của la dân tìm được người thì nhường ngôi lại cho hắn dương triều phàm nhân vô cùng kiên kỵ hoàng dị truyền thừa bị bọn họ hời hợt nói ra ai cũng không có quan tâm cái vị trí nát này Là dân là vị hoàng đế đầu tiên của tề quốc đồng thời cũng là đồ đệ của lục khiêm năm đó y đã liều chết truyền dị cho lục khiêm về tình về lý đều phải trả nhân quả này hiểu rồi diệp động chần chờ nói chuyển thế của la dân xuất hiện có phải mang ý nghĩa của một người khác cũng chuyển thế không Không sao, binh đến tướng chặn Nước đến đất ngăn Dài năm trước đây Do cửu thiên Ngọc Lâu thống trị Thương hạt đạo nhân lấy phương pháp Trảm tam thi trùng, tiến vào nguyên thần Kết quả tam thi nội đấu Thương hạt đạo nhân Hồn phi phát tán Mà tam thi đại diện cho bản ngã Và thiện và ác Không ngừng chuyển thế nội đấu ở chỗ này Bản ngã đạo nhân đã bị lục khiêm triệt Để giết chết chỉ còn lại có hai người thiện ác. Hai người mâu thuẫn qua lại, lại hỗ trợ lẫn nhau. Một người xuất hiện, mang ý nghĩa của một người khác, cũng sẽ xuất hiện. Hơn nữa, trận doanh tương phản, không có bất kỳ khả năng hòa giải nào. Một trận quỷ dụ đánh tới, một thiếu phụ xinh đẹp, mặc trang phục đen như mực, da trắng như ngọc, đi ra từ trong hát dụ. Bái kiến thụ thần, ba người cung kính hành lễ, trong lòng âm thầm kinh ngạc, già lam hơn 200 năm cũng không có lộ diện sao mà lại ra làm gì? Trước đây thiên tề đại đế cho nàng nhiệm vụ là thủ hộ đế quốc, không phải là thời khắc nguy cơ không xuất hiện. Ta chuyển thế thành công. Lúc này cái đám người mới chú ý tới chỗ không có tầm thường của già lam. Thanh năm của Tiêu Phàm hơi kích động nói, thủ thần chẳng lẽ đã tiến vào chân đan sao? Đúng Thu quan vài ngày trước cũng đã tiến hành chuyển thế, đoạn này thời gian hẳn là không có ra được. Sao đang kiếp là nguyên thần, chân đang ngay cả phòng kiếp cũng không bằng, ở dưới này là cao thủ hàng đầu. Tốt, phân phó khánh điển lại thêm ba ngày. Già Lam phất tài ngăn lại, đôi mắt tỉnh mịch đen như mực nhìn về phía hải ngoại. Có một cổ khí tức nguy hiểm truyền đến, rất là nguy hiểm. Đây mới là nguyên nhân già Lam xuất quan cũng không phải là khoe khoang giống những người khác mà là cảm ứng nguy hiểm đến. Sau khi mỹ hội kết thúc, đám người rốt cuộc hiểu rõ tại sao mà lại xuất hiện cái điểm báo nguy hiểm. Quá ra, thú triều ở hải ngoại tiến đến, quy lực vượt xa thú triều của 200 năm trước. Trên triều đình, đám người nghị luận âm ý. Bệ hạ, thần sinh nguyện dẫn đầu trảm yêu ti và đại quân của trấn thủ sứ sang bằng yêu thú. Tiêu phàm gật đầu, đại quân của một dạng tu sĩ mênh mông đung đưa xuất phát. Ba ngày sau, báo không xong rồi, đại quân đã bị diệt toàn quân, Khánh Thành Bá đã chết trong trận chiến. Chúng thần xung sao rất nhanh biết được chi tiết, thú dương cầm đầu tên là Cung Đô Đại Xà, rắn này thân hình lớn như núi, hai con mắt mở ra thả ra bạch quang. Đây là thần thú tạo ra bình minh trên biển. Những con thú biển rất là mạnh mẽ, nhưng có một khuyết điểm. Khuyết điểm này sẽ làm cho bọn nó không có trở thành tai họa từ bên trong cho mọi người. Khuyết điểm này là hải thú không có bao nhiêu trí lực. Tình huống bây giờ đã khác rồi. Dưới sự lãnh đạo của cung đô đại xà, những con thú biển dường như có được trí tuệ, thậm chí còn học được cách chơi của con người. Mấy ngày sau đó, mọi người đều có tin tức chi tiết. Cung đô đại xà này rất có thể là mai khê chuyển thế đợi ta đi xem xét. Già Lam nói với đám người tiêu phàm, dứt lời lập tức bay về phía hải ngoại. Sau nửa canh giờ, Già Lam che cánh tay phải bị thương trở về, khóe miệng của tiên quyết. Không hay rồi, con thú này không biết đã thôn phệ bao nhiêu đồng loại, tu vi của nó vượt xa chân đàn. Ta chỉ có thể quần nhau một lúc, các người tranh thủ thời gian tìm ra chuyển thế của La Dân. Hai người chuyển thế có một định luật tu vi bình thường không chênh lệch quá nhiều. Một bên cực mạnh, bên khác tất nhiên không kém bao nhiêu. Đáng tiếc là Thu Quang còn đang chuyển thế. Cho dù có thành công chuyển thế, cũng phải vượt qua một đoạn thời gian suy yếu. Nếu còn có thể giúp đỡ một chút, hiện tại chỉ có thể dựa vào la dân chuyển thế. Tiêu phàm phát động lực lượng cả nước để mà tìm kiếm chuyển thế của la dân. Trảm yêu ti một thanh niên tên là Trương Bằng trấn thủ yêu ma trong lao ngục, địa lao u ám. Trương Bằng cầm kim cương bảo kiếm trong tay, bảo kiếm đâm trúng đầu một quái ngư mặt người. Quái ngư chính là cơ thể bất tử, bảo kiếm đâm trúng đầu vẫn gào thét dễ dụa. Bỗng nhiên bên trong cơ thể của Trương Bằng truyền đến một lực lượng vô danh, hấp thù hết sinh mệnh của quái ngư. Thân thể của Trương Bằng phát ra tiếng đậu nổ lợp bợp, khí thế mạnh không ít, đồng thời trong đầu hắn hiện lên một luồng thông tin. Quả nhiên, chỉ cần không ngừng giết chết yêu ma là có thể hấp thu lực lượng của bọn chúng, đồng thời giải tỏa một chút thành thông. Trời cũng đã giúp ta, nhân tộc, để cho ta đến bảo vệ rồi. Chương 863 Cung Đô Đại Xà Khi trận chiến tiếp tục, càng ngày càng có nhiều yêu ma khó xử lý đã bị trảm yêu ti bắt được rồi. Những yêu ma này phần lớn có công năng kỳ lạ, không có thể giết chết ngay trên chiến trường. Điều này sẽ gây ra tác hại rất lớn. Còn có một số yêu ma cần bắt tới nghiên cứu, phế phẩm sau khi mà nghiên cứu, giao cho bọn họ xử lý. Trương Bằng một đào chém đầu xà điểu chính đầu xuống, yêu quái của sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp chết hẳn dưới đào quỳ bên trong cơ thể của trương bằng truyền đến tiếng nổ vàng đỉnh đầu xuất hiện một cái pháp tướng to lớn tóc đỏ như lửa mặt xanh nanh vàng trên đầu mọc ra sừng hưu như là sư tử nằm rạp trên mặt đất đây là tuyệt học của trảm yêu ti tề quốc thần thú trấn ngục pháp tướng trấn áp tất cả yêu ma sinh ra pháp tướng mang ý nghĩa tiến vào cảnh giới đạo cơ trương bằng mấy ngày trước mới vào dưỡng thần hiện tại chính là đạo cơ loại tốc độ này đơn giản nghe rợn cả người sợ là thiên tề đại đế trong truyền thuyết cũng không có thiên phú như vậy trương bằng thầm nghĩ về sau không ngừng chém giết yêu ma chẳng phải rất nhanh có thể vượt qua thiên tề đại đế thần tượng của mình sao tỉnh táo bí mật này tuyệt đối không có cho người khác biết rõ nếu không chết không có chỗ chôn không đến cảnh giới nhất định tuyệt không thể xuất quan nội tâm của trương bằng âm thầm quyết định một mực ở lại chỗ này chưa đến tình trạng nghiền ép người trong thiên hạ thì không phải bại lộ trình độ thật của mình ba ngày tiến vào đạo cơ chỉ sợ năng lực này ngay cả thiên tề đại đế lục khiêm nhìn thấy cũng phải hâm mộ trương bằng chính là la dân chuyển thế những cái gọi là dị năng này thật ra là năng lực kiếp trước của la dân cái gọi là giết chết yêu quái là có thể mạnh lên chỉ là vì hấp thu năng lượng giải phóng năng lực. Nếu như năng lượng sung túc, thậm chí ngày mai có thể khôi phục sức chiến đấu thời kỳ hoàng kim của La Dân. Thời kỳ hoàng kim của La Dân có tu vi hư đang ngủ lục chuyển, sức chiến đấu không có thua gì chân đàn. Theo thời gian trôi qua, chiến tuyến của hung thủ hải ngoại dần dần đẩy về phía đất liền. Cung đô đại xà là Mai Khê chuyển đến, có được sự gian trá và giả hoạt của Mai Khê lại thêm tài thao lược làm hoàng đế suốt mấy chục năm, gã dễ dàng, hợp nhất yêu thú hải ngoại. Mặc dù là tề quốc thống nhất, nhưng mà cũng mới có 200 năm ngắn ngủi, sao có thể hơn được hàng ngàn năm tích lũy của hải ngoại? Già Lam về sau lại chiến đấu mấy trận cùng với cung đô đại xà, đều đã lấy bị thương chấm dứt. Đối phương không chỉ mạnh mẽ mà còn giả hoạt. Mỗi lần đều dùng một lượng lớn đồng loại tiêu hao hết pháp lực của nàng mới động thủ lại qua một tháng. Trương Bằng rốt cuộc tiến vào cảnh giới hư đàn. Về sau y phát hiện dị năng này của mình không cần phải chuyển thế, có thể trực tiếp tiến vào hư đàn nhất chuyển. Lúc này mới có thời gian mấy tháng ngắn ngủi sau khi mà thức tỉnh, vượt qua thần tượng thiên tề đại đế ở trong tầm tay. Vốn Trương Bằng còn muốn tiếp tục, không có nghĩ tới một trận hung thú tập kích, khiến cho y bại lộ thân phận của mình. Quả ra ngươi là la dân chuyển thế làm cho ta tìm thật khổ tiêu phàm cười khổ nói đi mòn gót sắt tìm không có thấy gặp được chẳng tốn chút công sức đối phương dây mở ngay dưới mí mắt của mình thuộc hạ cũng là lần đầu tiên mới biết trương bằng có một chút bất đắc dĩ không ngờ tiểu tử nghèo như mình lại có thân thế như vậy đại danh của la dân mặc dù không có gian dội bằng lục kim là người đặt nền móng cho Tây quốc vẫn để lại cái dấu ấn đậm nét trong sử sách. Bởi vì yêu dân như con, tâm nhân như hậu, được người đời gọi là nhân tệ đế. Không ngờ nhân tệ đế lại có lai lịch như vậy. Mặc kệ kiếp trước người là ai, đã thể hiện tài năng vô sông, chúng ta sẽ toàn lực bầu dưỡng cho người. Tiêu phàm, hào khí dung lên, không phải là muốn quái vật sao, về sao tất cả quái vật chợp tới để cho người giết. Trương Bằng cảm nhận được tinh thần trách nhiệm triệu nặng, có cảm giác hy vọng của nhân tộc đều nằm trên người của mình, y nghĩa bất dung từ thuộc hạ nhất định hết sức. Như có thể cảm nhận được trương bằng xuất thế, hùng thú công kích càng ngày càng mãnh liệt. Cung đô đại xà, dứt khoát không có chơi đánh lâu dài, trực tiếp triệu tập 28 hùng thú hư đàn bay về hướng thủ đô của Tây Quốc, tấn công trực tiếp Hoàng Long đám người không quý thức được nguy hiểm đang đến thu quan bế quan và lam dưỡng thương trước mắt chỉ dựa vào mấy cái hư đan trương bằng và tiêu phàm chống đỡ tình thế giờ khắc này còn nguy cấp hơn so với khi thiên tề đại đế ở đây dù sao trước đây chỉ có một vị chân đan là thiên tề đại đế đối thủ chỉ là lão quái vật suy yếu nhiều năm hiện tại cung đô đại xà hung hổ dọa người hẳn là muốn thống trị thế giới rất nhanh, người của Tề Quốc biết tin tức cung đô đại xà tới. Bọn người tiêu phàm không rút lui. Một khi mà rút lui, gây nên phản ứng dây chuyền uy tín của hoàng gia bị đả kích. Thế giới sẽ trở lại cục diện các cứ trước đây. Bây giờ chỉ có một cách là mạnh mẽ chống lại, tài nguyên liên tục không ngừng hướng về phía trương bằng. Một bên khác, đệ nhất vô lượng đã xây dựng xong cái pháp trận. Pháp trận mở ra hai người một trước một sau đi vào. Đập vào trong mắt là một vùng biển bao la. Người làm sao mà truyền đến trên biển rồi? Đệ nhất vô lượng lúng túng nói, sai lầm, sai lầm, khó tránh khỏi có một chút sai sót. Hai người cả đường bay đến, đại địa đã bị tàn phá, sinh linh đồ tháng, giải gian biển hầu như không có. Cái này, đây cũng là thú triều đi. Đệ nhất vô lượng ngẹn họng nhìn trân trối, tề quốc cũng đã thống nhất vẫn không có biện pháp đối phó thú triều sao nhưng mà nhìn hiện trường chất lượng của thú triều lần này khá cao màn đêm buồn xuống khu rừng im lặng dưới ánh trăng nhánh cây không ngừng chập chờn quang ảnh giống như yêu ma làm cho bầu không khí đáng sợ lúc này trời đã sáng không phải ở phía trước bỗng nhiên xuất hiện hai ánh sáng trắng ngọn đèn trắng to hơn như mặt hồ chiếu sáng dạng dặm chung quanh Lục Khiêm nhìn kỹ, đây là một con rắn lớn có dãy đỏ, chung quanh đại xà, có 28 hung thú to lớn, mỗi con đều có tu vi hư đan. Chà, Lục Khiêm ơi Lục Khiêm, thật sự là có được mà không có mất chút công phu. Đại xà cười lên một tiếng, nghe thủ hạ báo cáo, đại xà không có dám tin tưởng. Đi tới nhìn một chút, vậy mà thật sự là Lục Khiêm. Hai trăm năm, hai trăm năm rồi, ngươi nhìn ta có mấy phần giống như trước. Đại xà nhịn không được đắc ý. Mọi người, lên của ta. 28 hung thú gầm thét xong lên. Ở phía dưới còn có hung thú như thủy triều. Những quái vật này không có bao nhiêu tâm trí, chỉ biết rõ nghe theo mệnh lệnh. Mai Khê cảm thấy mình chính là đứa con được ông trời chọn, mang theo trí nhớ kiếp trước để mà chuyển thế, Dùng 100 năm, hạ gục 28 cái tộc hung thú ở hải ngoại. Hiện tại, đụng phải kẻ thù lớn nhất của mình, ông trời thật là coi mắt. Đương nhiên, gã không có dám quá đắc ý. Trước là dùng tính mệnh thủ hạ, mai rơi người này, cuối cùng đến thu hoạch. Đối diều thú mãnh liệt xong tới, đệ nhất vô lượng, nhiều hứng thú cười nói. Thật là giấc giả đắc thế, lại gặp phải chúng ta rồi. Thật sự chuyện gì xấu, đều để cho người chiếm tu vi trước mắt của đệ nhất vô lượng là quả kiếp không cần lục Kim ra tay chỉ riêng mình có thể đủ tiêu diệt toàn bộ những cái hung thú này bắt âm phong đô sơn còn thiếu một chút quyết thực đám người này thật sự đến rất đúng lúc cổ nhân gặp nhau cho ngươi một phần hậu lễ lục khiêm tế ra nhân quả kiếm nhất kiếm quang hàng thập cửu châu cái gì không đại xà không có dám tin còn chưa kịp nói lời tàn nhẫn, mang theo vô tận không cam lòng, hồn phi phát tán. Một thần tinh huyết bay vào trong túi trữ vật. Phòng đồ sơn không có ở trên người, chỉ có thể tạm thời lưu lại bằng đồ vật. Chương 864 Ý chí thiên địa Chỉ dùng một chiêu, một chiêu chế địch, lục khiêm thậm chí còn cảm thấy chưa có hoàn toàn làm nóng người. Đám gia quả này thật sự trên lệch quá lớn với mình ngay cả cơ hội đánh lại cũng không có. Nguy cơ đã giải quyết, đi tìm bọn người của tiêu phàm đi. Lục Khiêm nhìn về phía đệ nhất vô lượng. Bên này giết chết cái đám người đại xà, tê quốc bên kia không có lập tức biết rõ. Càng ngày càng nhiều hung thú đáng sợ tuân theo mệnh lệnh của đại xà khi còn sống chạy đến. Hàng trăm ngàn hung thú từ trên trời, mặt đất, dưới mặt đất, bao bọc dây quanh thủ đô của Tây Quốc. Tường Thành ở bên ngoài bọn người trương bằng và lam tiêu phàm đứng trên tường thành hoàng đế ngự giá thần chinh cổ vũ rất lớn cho khí thế của binh sĩ lát nữa dựa vào ngươi làm chủ lực ta chỉ có thể miễn cưỡng dùng ra sáu thành tu vi già lam nói biết rõ sắc mặt của trương bằng nghiêm túc dưới sự dốc hết tài nguyên của mọi người y rốt cuộc khôi phục thực lực thời kỳ hoàng kim ở kiếp trước có thể kém một chút so với đại xà nhưng mà gã có đám người của già lam tiêu phàm tỏa trấn hùng thú càng ngày càng nhiều nhưng chúng nó cũng không có lập tức công kích rốt cuộc dưới tiếng gầm thét của hùng thú dẫn đầu hùng thú mãnh liệt xông tới một số lượng lớn hùng thú giống như thủy triều từ tứ phía bốn phương tám hướng lao xuống chỉ cần hạ gục cái tòa hung thành này của nhân loại như vậy thành trì khác sẽ biến thành năm bè bảy mảng tới rồi trong lòng của Trương Bằng dù khẩn trương lại bị kích động, nhiệt huyết sôi trào. Từ nay về sau, y sẽ tiếp nhận ngọn cờ của thiên tề đại đế, dẫn đầu nhân tộc đi về phía quy hoàng. Mà y cũng sẽ vượt qua thiên tề đại đế, trở thành một cột mốc mới. Động thủ! Trương Bằng gầm thét, sau lưng xuất hiện một pháp tướng ngàn trượng. Lúc này, phương xà truyền đến một đạo bạch quang hùng thú ở dưới bạch quan nhao nhao chôn dùi thành tro trương bằng ngay ngẩn cả người già lam nhíu đôi mắt thành tú lại đây là có chuyện gì bọn họ còn chưa có ra tay hùng thú đột nhiên lùi bước sao khi mà nhìn thấy thân ảnh sau lưng bạch quan đôi mắt đẹp của già lam trợn lên Cổ nén xúc động nhào lên nhẹ nhàng cười một tiếng cung nên đại nhân lão sư tiêu phàm kinh hỷ nói trương bằng nghe xong đầu tiên là sững sờ sau đó phản ứng lại người có thể để cho thụ thần thủ hộ xưng là đại nhân tiêu phàm xưng là lão sư còn không phải là thiên tề đại đế trong truyền thuyết thiên tề đại đế một chiêu giải quyết hung thú trương bằng ý thức được mình và hắn đến tột cùng xa cách bao nhiêu vốn nghĩ mình có thể vượt qua thần tượng trước đây bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quá ngây thơ đương nhiên gã không phải là người lòng dạ nhỏ mọn như là Mai Khê, không có nhìn ra được việc tốt của người khác, vẫn cùng kính chào hỏi. Xin đứng lên. Lục Khiêm liếc già lam, 200 năm không gặp, nữ tử này vẫn phong tình dạng chủng như vậy. Đứng sau già lam cách đó không xa, là một nữ tử mặc áo trắng như thần tiên phi tử. Mày ngài răng trắng, tiên tư ngọc mạo, nữ tử chính là tiểu thành, bên cạnh nàng là một nữ tử tinh linh không thua kém gì nàng. Hai nữ tử như một đóa tịnh đế liên hoa. Tiểu Thanh và Thải Vi, tu vi của các nàng cùng tiếp cận cảnh giới hư đan, 200 năm gặp nhau, thay đổi điều rất lớn. Mọi người còn nhớ rõ ta hay không? Bầu không khí hơi trầm mặc, để nhất vô lượng đứng ra làm cái bầu không khí sinh động. Ngươi là phù đề quốc chủ sao? Già Lam cảm thấy người trước mặt này có hơi quen mắt. Phu nhân gọi ta là đệ nhất vô lượng là được. Đệ nhất vô lượng cười nói, Thu quan đâu? Thu quan đang chuyển sinh, mấy ngày nữa sẽ xuất quan. Lục Khiêm đến trước mặt của Trương Bằng, đánh giá Trương Bằng một chút. Ngươi chính là La Dân chuyển thế sao? Về sau ngươi chính là hoàng đế đời thứ ba của Tây Quốc? Ta, ta có thể không đảm nhiệm nổi. Trương Bằng hơi khẩn trương. Tây quốc 12 tỷ quốc dân, gánh nặng bỗng nhiên đè lên người, cho dù là ai cũng cảm giác áp lực như núi. Lục Khiêm đập bả gia quy, động viên nói, không sao, từ từ học. Ngày hôm sau, cấm địa sau núi của tắc hạ học cung, ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào màn trướng phù dung ấm áp. Ba nữ nhân mang theo mỏi mệt ngủ mất, ngọc thể đang nằm dưới ánh mặt trời phát ra quang mang như bạch ngọc. Cảm giác được Lục Khiêm tỉnh lại, già Lam cũng theo đó tỉnh lại mặc quần áo tử tế cho hắn. Lục Khiêm ngồi xuống, khác với đám người của già Lam mệt mỏi, hấp thu góp nhạc nguyên âm qua 200 năm, có thể nói tinh thần tỏa sáng. Đại nhân, lần này trở về đưa chúng ta rời khỏi sao? Già Lam sắc mặt ửng đỏ, cũng gần là như vậy, sau này không còn thái ẩm dược nữa, Lục Khiêm giải thích ngắn gọn về kế hoạch. Hắn dự định đánh xuyên qua tâm của Thái Ẩm Dực, rút ra hoàn tuyền bản nguyên tinh khí thuộc tính năm. Thái Ẩm Dực vì vậy sẽ dở dụng tan tành. Sau này không có còn tiếp tục là một lĩnh vực, đoán chừng sẽ dở dụng thành những cái quần đảo ở hải ngoại kia. Hầu hết mọi người sẽ chết trong thảm họa này. Nhưng trước đó, Lục Kim định di chuyển một phần nhân khẩu đến Nam Linh Dực nơi đó hoang vắng, trải qua mấy cái trận đại chiến, không có bao nhiêu nhân khẩu, còn lại thì để bọn họ tự sinh tự diệt. Sửa sang lại quần áo xong, ánh mắt của Lục Kim nheo lại. Thân hình đập dụng mặt đất, cấp tóc hạ xuống. Trăm trượng, ngàn trượng, dạng trượng, xuyên qua cái tầng nham thạch, tầng dung nham. Mật độ thổ nhưỡng càng ngày càng cao, áp lực đủ để nghiền nát sắt thép rốt cuộc giảm xuống không biết bao nhiêu trượng áp lực trên người bỗng nhiên biến mất lục khiêm nhìn thấy một không gian trống trải đen như mực trước mặt là một quả cầu hùng dĩ quả cầu màu bạc đường kính trăm trượng bề mặt của nó được bao quanh bởi vô số quan cầu có kích thước bằng nắm tay quan cầu giống như một hành tinh chuyển động tròn quay chung quanh hành tinh mang lại những cái dải ánh sáng nhiều màu sắc trên bầu trời Tình huống này giống như các tinh thần trong vũ trụ. Đây là cốt lõi của một đại địa, xoay quanh cốt lõi là tinh khí bản nguyên. Cốt lõi này tương tự như là lĩnh vực của nguyên thần, tạo thành do thiên thời địa lợi nhân hòa, mang theo một số quy tắc ảnh hưởng đến sự vận hành của tự nhiên trong cõi u minh. Nó còn được gọi là ý chí của thiên địa. Ý chí này không bị con người chi phối, dạng vật tồn tại đều có lý do của nó một khi mà vượt qua giới hạn, ý chí thiên địa sẽ tiến hành ngăn chặn đối với nó, hạ xuống kiếp nạn. Có một số ý chí thiên địa thậm chí còn có thể chủ động chọn lựa con trai may mắn thay mình làm việc. Cảm nhận được người từ bên ngoài, cốt lõi dường như rung lên một cách giận dữ, quan cầu bản nguyên kịch liệt vận chuyển, quỳ áp vô hình quét qua, lục khiêm cảm giác áp lực trên người đột nhiên tăng, giống như là một ngọn núi khổng lồ đè xuống. Đừng có giấy dụa. Lục khiêm thả lĩnh vực ra, quang tuyền đế lòng hiện thế, quang tuyền không ngừng chảy, triệt tiêu sức mạnh của ý chí thiên địa. Con người màu vàng sẫm của đế lòng nhìn về phía cốt lõi, sâu trong con người mang theo một tia tham lam. Lúc này, ý chí thiên địa truyền đến cảm xúc cầu sinh tha thứ. Chỉ cần lục khiêm đồng ý, sẽ phụng lục khiêm làm chủ, ở thế giới này muốn gió được gió muốn mưa được mưa sống chết của ngàn dạng sinh linh chỉ trong một suy nghĩ lục khiêm hơi suy nghĩ hoàn tuyền đế long gào thét một tiếng lắc lắc thân thể khổng lồ lao xuống tinh khí bản nguyên thuộc tính năm ở mặt ngoài cốt lõi đã bị đế long thôn phệ tinh khí bản nguyên thuộc tính năm ở mặt ngoài cốt lõi đã bị đế long thôn phệ bản nguyên khác thì bảo tồn đây cũng là một bảo vật trần quý có thể giao dịch cho người gần. Ý chí thiên địa phẫn nộ, nó muốn cá chết lưới rách, cốt loại chậm rãi dở ra, một giây sau lại bị hoàn tuyền trấn áp, không có thể động đậy, chỉ có thể trừ mắt, nhìn mình bị hấp thu hầu như không còn. Sau đó, lục khiêm hấp thu tinh khí bản nguyên ở ngay cái chỗ sầu dưới đáy. Chương 865 Tiêu Minh và Chúc Quang tinh khí bản nguyên của thái ẩm dược nhưng mà cũng không phải là không có thời gian hấp thu rất dài thời gian trôi qua nửa tháng ngoại giới lúc này đã lật trời núi lửa phun trào trăm dặm thối nát khối đen dày đặc khiến cho ban ngày biến thành đêm tối theo quả diễm bộc phát ra còn có địa chấn và sóng thần long trời lỡ đất đại địa dở dụng thành dài trăm khối mau mau đi nhanh lên già lam tổ chức đám người xuyên qua thông đạo của trận pháp truyền tống trận này thông về phía nam linh vực hơn một tỷ người chắc chắn không có thể nào đi hết cho dù các tu sĩ một người dùng thần thông chứa mấy trăm hay là một ngàn người với số lượng khổng lồ trước mắt không làm nên chuyện gì nhưng ít nhất trước khi mà đại địa bị hủy diệt vẫn có thể kéo tám phần người rời khỏi ngọn núi khổng lồ ở phía xa lập tức sụp đổ đám người ở ngoài ngàn dặm đầu cũng chấn động đến ông ông. Chà, đến lúc nào ta mới có sức mạnh như vậy chứ? Trong lòng của mọi người vô cùng hâm mộ, quỷ diệt một thế giới, đến cùng cần cái loại lực lượng nào? Từ nay về sau, thái ẩm dực sẽ hoàn toàn biến mất. Ngay khi mà Lục Khiêm hấp thu tinh khí, kẻ thù Ngọc Kinh Sơn giờ phút này cũng đã ra tay. Ngọc Kinh Sơn nằm trên bầu trời phía trên đại hạo tinh, một hư không gấp khúc. Nơi đây tu sĩ đông đảo, mỗi khi mà mặt trời mọc, tu sĩ thở ra thành mây, vẽ bùa như mưa. Trung quanh còn có rất nhiều thái âm thái dương pháp tướng. Ngọc Kinh Sơn có một hệ thống riêng, có thể tự động tạo ra tinh khí và chất dinh dưỡng cho mọi sinh vật. Trên bầu trời có hai mặt trời, một người tên là Tiêu Minh, một người tên là Trúc Quang. Ban đêm có một dần trăng sáng, trăng sáng vô cùng rỡ ràng. Lờ mờ có thể thấy được một con cốc nằm sắp trên đó. Thứ này tên là Thiềm Nguyệt. Ba người đều là cao thủ dưới trướng của Trung Nguyên Tử Quân, Tu Di, Nguyên Thần Đỉnh Phong. Tiên cảnh mờ mịt tử khí, lão đạo tóc trắng, cầm ngọc như ý trong tay. Tiên hạt làm bạn, tường dân phụ trợ, tiên phong đạo cốt, không giống với phạm nhân. Đây chính là chân thân của Trung Nguyên Tử Quân, người từng xuất hiện trước mặt của người đời chỉ là nguyên thần. Đều trấn an được rồi. Trung Nguyên tử quân nhìn về phía bầu trời. Mai Sơn Đạo và Thiên Địa Quyền Môn không phải là môn phải nhỏ, đã lựa chọn chiếm đoạt nó, không có thể nào dùng thủ đoạn đối phó với kẻ địch để đối phó với bọn họ. Chỉ có thể thông qua quyền mưu, từng bước một, khống chế quyền chủ động. Vừa dứt lời, tám con thiên mã mọc ra cánh quả hồng chân đạp tường dân, lôi kéo xe ngựa bằng vàng đi tới. Một nam tử đội kim quang, tắm trong kim quang, bước xuống từ xe ngựa. Sắp xếp xong rồi, Lục Khiêm hình như thông đồng với bọn người của Xích Diễm và Xà Máu. Tiều Minh nói, trong lúc nói chuyện, toàn thân đại phóng kim quang, thân quy lạnh thấu xương. Không sao, hai người Xích Diễm khôn khéo, giống như quỷ, ba người này không có kết minh được. Trung Nguyên tử quân hiểu rõ, Hai người này chỉ lấy Lục Kim làm bia đỡ đạn thôi, sao có thể chân thành giúp đỡ? Lão suy nghĩ một chút nói, ngươi và chú quan cùng nhau tiêu diệt âm cảnh thiên cung, mang theo ngọc như ý của bản tọa, đừng cho người này xoay người. Dân, tiêu minh cùng kính nhận lấy ngọc như ý. Bây giờ suy nghĩ một chút thì hối hận. Trước đây nhìn thấy Lục Kim giết chết quyền đàn đạo nhân, lại thêm không có thua gì lão quỷ đồng chân và thiên ma tỏa trắng. Thế là lựa chọn rút lui. Bây giờ lấy lại tinh thần, biết rõ đám người kia, kỳ thật đều là nõ mạnh hết đà, căn bản không có đủ gây sợ. Lục khiêm cũng không có mạnh như trong tưởng tượng, chỉ là mượn khí thế, đột phá. Sự khinh thường của quyền đàn đạo nhân mới hoàn thành hành động vĩ đại. Hai người tiêu minh và trúc quan đều là nguyên thần đỉnh phong, cộng thêm pháp bảo của mình, chắc chắn có thể chém chết người này rất nhanh hai người mang theo pháp bảo chưa đến một khắc đồng hồ chạy tới úc tuyệt chi sơn lợi dụng sự không có chú ý của nhóm quỷ thần một cái thông thiên ngọc như ý giết chết một bản lớn nhưng mà trước khi lục Kim rời đi cũng đã để lại đường rút lui yêu nguyệt đánh thức lão quỷ lão quỷ mang theo trường nhạc cung và phong đô sơn đột phá dùng dây bay về phía chân trời hai người làm thế nào cũng không có thể đuổi kịp nếu đổi thành âm cảnh thiên cung trước đây không thể không đại thương nguyên khí bây giờ đổi thành lục khiêm đặt tất cả tài nguyên vào phong đô sơn chỉ cần có gió thổi cỏ lây lập tức mang theo nhân mã rút lui đánh du kích hai người đều bị hành đến mỏi mệt không có chịu nổi có thần khí lại không có cách nào giết địch loại cảm giác đánh vào trên bông này thật làm cho người ta khó chịu lập tức nản chí truy sát một bên khác Lòng đất ở thái ẩm Dực, lục kim ngồi xếp bằng trước cốt lõi. Cốt lõi rất lớn, biến thành to bằng nắm tay. Ý chí thiên địa đã biến mất, chỉ để lại cốt lõi lạnh như băng. Sâu trong thức hải, hai mặt trời, một vàng và một đỏ, chiếu sáng cả không gian đen như mực. Đây là diêm la chân thần và thất thập nhị biến kim đan. Phía dưới kim đan có một nguyên thành tản ra kim quang. Âm thần quá thành thuần dương tức là Nguyên Thần Thuần Dương, sinh ra Pháp Dược. Sau khi mà hấp thu tinh khí bản nguyên, toàn lực buông ra phía dưới, Pháp Dược bao trùm bán kính 2.500 dạng, có thể so với cao nhân Nguyên Thần Hậu Kỳ. Tiến độ của hát luật linh thư, đạt 1 phần 10, tu luyện viên mãn là có thể xây dựng động thiên trong cơ thể. Lúc này Lục khiêm tỉnh lại, bản nguyên ở chỗ này vẫn là quá ít. Nếu như đổi thành tinh thần tốt hơn một chút, lục khiêm canh giữ ở bên trong tinh thần một mực tu luyện chờ đột phá là được rồi bởi vậy cũng chứng minh động chân có tác hại như thế nào đối với thiên địa chỉ là thăng cấp đã tiêu tốn tài nguyên của mấy tinh thần thảo nào nói tu hành là hành vi nghịch thiên lục khiêm đi vào ngoại giới phần lớn đất đã chìm xuống đại địa nối thành một mảnh bị dở thành vô số quần đảo vốn nơi này là tác hạ học cung hiện tại đã biến thành phế tích. Ngay khi Lục Khiêm đi ra, bọn người của già Lam dỗ dàng tiến lên. Đại nhân, ngài rốt cuộc cũng đã xuất quan rồi. Những người khác đã dời đi rồi. Lúc này, một nam tử hình cân xứng, da trắng tuấn mỹ, da thịt bóng loáng, không lỗ chân lòng phía sau già Lam đi tới. Đã lâu không gặp Lục Kim đại nhân. Người này chính là Thu Quang vừa mới ra ngoài. Thu Quang nghe nói sự tích của Lục Khiêm trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Lão biết rõ Lục Kim là một thiên tài, nhưng mà không ngờ mạnh đến tình trạng như vậy. Vậy mà thăng cấp lên làm nguyên thần, đây là mạnh mẽ cỡ nào? Xuất quan sao? Xem ra thành quả không tệ. Lục Kim tán thưởng nói, một lát nữa, ngươi và đám người già lam theo ta tiến về phía thế giới trung tâm. Được, Thu Quang kích động nói, rốt cuộc đi vào đại võ đại, từ Nam Linh vực đến thái ẩm dực hai cái nơi này quá kém một chân đàn cũng không có ra được trương bằng ở nam linh dực làm hoàng đế ba huynh đệ tiêu phàm ba người già lam và thu quan đi theo lục khiêm đi vào thế giới trung tâm thông qua pháp trận đi vào bên trong trường nhạc cung lục khiêm phát hiện bầu không khí có một chút không đúng làm sao có mùi máu tanh yêu nguyệt hình như hơi suy yếu chuyện gì đã xảy ra hả lục khiêm hỏi yêu nguyệt nói chuyện đã xảy ra lục khiêm cười lạnh không thôi quả ra lại là gia quả ngọc kinh sơn thật sự cho rằng bọn họ có thể muốn làm gì thì làm sao lục khiêm chuẩn bị cho bọn họ một chút độc ác nghĩ tới đây hắn đi vào mật thất thông qua ngọc bài liên hệ với xích diễm chân quân phòng đồ đạo hữu người không sao chứ xích diễm chân quân còn tưởng rằng lục khiêm đã chết ở bên trong cuộc tập kích rồi. Không sao, ta không có ở hiện trường. Thanh năm của Lục Khiêm trở nên trầm thấp. Ta có tọa độ, ba lãnh địa hải ngoại tài nguyên phong phú, đạo hữu có muốn không? Thuộc lại cái lời nói giống như vậy, dùng trên người của xà mẫu. Lục Khiêm, xung phong nhận diệt, có hắn đè ở đằng trước, hai người đều hơi động lòng. Chương 866 Hữu Nghị với Vũ Thần rất ít người biết về ba nơi này, chỉ có người của âm cảnh thiên cung và Ngọc Kinh Sơn. Tài nguyên không nhiều nhưng mà cũng không có thể bỏ qua. Lục Khiêm lần này dự định lấy mình làm mộ nhữ, để bọn họ ngăn trung nguyên tử quân lại, đồng thời phái một số người đến hiệp trợ là đủ. Lần này hắn không cần phải đọt được gì, hắn chỉ cần tinh khí bản nguyên của đại lục. Xích Đế Thành Trong mật thất, một nữ tử xinh đẹp như rắn và một nho sĩ áo đỏ ngồi bên cạnh lục khiêm. Căn cứ theo tin tức do phong đô đạo hữu cung cấp, ta phát hiện có một tin tức tốt. Sa máu vừa nói chuyện, vừa liếm môi bằng chiếc lưỡi đỏ tươi trẻ đôi. Cái gì? Nữ nhi thiềm nguyệt của Trung Nguyên tử quân hình như cũng ở trong một trong những lục địa đó. Trung Nguyên tử quân có hai đứa con trai và một nữ nhi, một đứa con trai lần lượt thành lập hai nhánh thần truyền và quyết truyền. Một nữ nhi khác của thiệm nguyệt không phân ra ngoài, mà là ở Ngọc Kinh Sơn, sung làm mặt trăng. Tu luyện nhiều năm, tu vi sâu không có lường được, nhưng mà nếu so sánh với động chân, vẫn còn hơi thiếu. Lục Khiêm cũng không phải sợ nữ nhân này. Động chân trở xuống, thật đúng không có ai làm gì được mình, chỉ lo lắng trung nguyên tử quân đến đây trợ giúp cho nên gọi hai người tới tòa trấn, vì thế mà Lục Khiêm không nhận bất kỳ đồng nào. Ba người ước định thời gian địa điểm, ám hiệu khẩu lệnh. Lục Khiêm lại trở lại trường Nhạc Cung. Bên ngoài trường Nhạc Cung có mấy cung điện, đây là lục điện 36 ti. Trụ tuyệt âm thiên cung. Đại đường u ám đen như mực, ngưu đầu mã diện đứng hai bên, trong tay lần lượt cầm hai chữ quy vũ. Ngồi trên công đường là một viên quan mặc lục bào, đầu đội mũ ô sa mặt như than lửa hai mắt có thần phó hoàng vỗ kinh đường mộc dương yêu sát hại sáu trăm linh tám sinh linh tội không có thể tha nhốt vào địa ngục núi đao biển lửa hai mươi năm trong vòng hai mươi năm địa ngục không ngừng ép khô từng chút giá trị của người này cho đến khi hồn phi phát tán hình phạt này không đơn giản chỉ là trừng trị cái ác và phát huy cái thiện quỷ thần càng hung ác, thời điểm tra tấn sinh ra quán khí càng mạnh, chất lượng cao hơn, cho nên chức trách của phán quan là cân nhắc tội ác và hung tính của quỷ thần. Đưa ra hình phạt thật thích đáng cho bọn họ, không có cho bọn họ tử vong quá sớm, uổng phí hết tài nguyên. Lục Khiêm nhìn lướt qua, lập tức đi đến sảnh phụ bên kia. Đây là một nơi đặt pháp trận truyền tống, thông tới Thái Thuấn Tinh. Lục Khiêm tiến vào pháp trận, sau đó xuất hiện ở một bên khác của Thái Thuấn Tinh, một lực hút kháng vào bầu trời bên ngoài. Ngươi, tới làm gì? Không phải là bảo ngươi không có việc gì, không có được qua đây sao? Bên trong tiên cảnh, Dương Tiêu nhíu mài nhìn Lục Kim. Nữ tử, tên là Ngọc Xanh, điềm tĩnh ngồi bên cạnh Dương Tiêu, không có nói gì, chỉ liếc nhẹ Lục Kim một chút. Ngươi đoán đây là cái gì? lòng bàn tay của lục khiêm xuất hiện năm sáu hạt minh châu trong suốt xanh xanh đỏ đỏ tỏa ra cảnh sáng lung linh sáng chói chói mắt à bản nguyên châu tử cái thứ đồ chơi nhỏ này ở đâu ra hai mắt của dương tiêu tỏa sáng mặc dù thoạt nhìn có một chút ít nhưng mà cũng là bảo vật hiếm có lấp đầy bụng không thành vấn đề các hạ cảm thấy hữu dụng là được dương tiêu lập tức cảnh giác hỏi người yêu cầu cái gì? Muốn mượn sát na chi quốc của các hạ dùng một lát. Lục Khiêm muốn dùng sát na chi quốc suy diễn công pháp, ví dụ như phương pháp chế tạo cửu khiếu tiên đàn và thuật tạm giam quỷ thần của âm cảnh thiên cung. Nếu mà sử dụng dương tiêu để suy luận những cái điều này, cũng không cần mình quan tâm, mà cũng không phải là phương pháp căn bản. Lục Khiêm không có sợ tiết lộ ra ngoài, hành động này có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Trừ cái đó ra, Lục Khiêm còn có những vấn đề bí mật cần thảo luận. Như thế, như thế, như vậy, như vậy. Nghe được lời nói của Lục Khiêm, đôi lông mày của Ngọc Sanh nhíu lại. Bất ngờ nhìn Lục Khiêm một chút, miệng thơm khẽ mở nói. Dương Tiêu, cho vị đạo hữu này phù bài ra vào bí cảnh đi. Nàng, nói thật chứ? Dương Tiêu bất ngờ nhìn thoáng qua thê tử. Cái vị thê tử này của mình trời sinh, tính tình lãnh đạm, mỗi lần đều cảm thấy mình giao tiếp với tu sĩ bình thường đều là chơi trò trẻ con. Dù sao, đối với vũ thần tộc không có thể tính toán tuổi thọ mà nói. Tuổi thọ con người không có khác gì một con phù du sáng sinh tối chết. Cho dù có thế giới loài người, ngoại trừ tiểu hài tử, cũng cực ít có người chơi đùa với con kiến. Lòng bàn tay của Dương Tiêu ngân tụ ra một cái ngọc bài hình vuông bên trên của chính cánh hoa sen. Ngươi có thể thông qua ngọc bài gọi cho chúng ta bất cứ lúc nào. Dương Tiêu bổ sung, vẫn là câu nói kia, không có được tiết lộ tin tức cùng tung tích của chúng ta. Lần hợp tác này nếu thành công, người sẽ có được tình hữu nghị với vũ thần tộc. Lục Khiêm nhẹ gật đầu, mục đích đã đạt được, chào tạm biệt hai người rồi lập tức biến mất tại chỗ. 75 dạng dặm ở hải ngoại, sóng lớn mãnh liệt, băng sơn cao lớn, đây là một vùng đất cực kỳ băng giá. Cả vùng đều là tuyết trắng mênh mang. Núi tuyết kéo dài chập trùng. Trong một ngọn núi tuyết, cung điện mọc như rừng. Tất cả đều được chạm khắc từ băng, hình thái khác nhau, lộng lẫy. Đây là cực băng quốc. Con người bình thường không có thể sinh tồn ở đây. Vừa đặt chân đến mặt đất sẽ lập tức bị đóng băng thành khối băng phần lớn sinh linh trên đại địa đều là tinh linh sinh ra từ tinh khí hàng băng. Nơi đây, thiên cương địa sát địa mạch thừa thải có liên quan đến hàng băng. Sâu trong đại điện, cung nữ mặc y phục băng tàm ti, dây quanh một nữ tử tóc đen khí chất tiên nữ. Nữ tử vẻ mặt lãnh đạm, khí chất lạnh lùng, cự tuyệt người cách xa dạng dặm. Tiểu thư, năm nay quyền băng dạng năm tổng cộng là có 65 tấn, tiên thiên cực băng khí tổng cộng 75 bình. Thị nữ báo cáo thu hoạch năm nay ở đây. Thiềm Nguyệt không có thèm để ý chút nào phật phật tài thị nữ lập tức lui ra. Đây là một trong ba lãnh địa hải ngoại của cảnh thiên cung. Trước đây đã giết một số lượng lớn người để ổn định lòng người. Thiềm Nguyệt tới đây là tuần sát, nhìn xem có gia quả nào không an phận hay không. Không ngờ đám người này lại ngoan ngoãn như vậy chuyến đi này chẳng để làm gì. Một trận tiếng bước chân hốt quảng truyền đến, thị nữ mặt đỏ tới mang tài, thở hồng học. Thiềm Nguyệt nhướng mày nói, Sao vậy? Tiểu thư không xong rồi, quay quái. Khuôn mặt nhỏ của thị nữ trắng bệch. Ngoại giới bỗng nhiên xuất hiện có dù số rắn độc, rắn độc như thủy triều, gặp người thì cắn, mà độc vô cùng kỳ lạ. Ngay cả tu sĩ cũng sống không quá ba giây đồng hồ. Đưa ta đi nhìn xem thiềm nguyệt hứng thú dạt dào còn chưa đi bao xa lại có tin tức xấu truyền đến dưới núi xuất hiện một đám người kỳ quái họ trông giống những ông già thân thể cong cong trên lưng có một lỗ thủng lớn phun ra lửa quả diễm giống như có linh hồn nhìn thấy người thì nhào lên người của cực băng quốc vốn trời sinh là sợ lửa lần này hoàn toàn bất lực nghe đến đó ánh mắt của thiềm nguyệt nghiêm túc thân hình bay lên trời quan sát phía dưới. Quả nhiên, dưới núi sớm đã nổi lên khói lửa bốn phía, dù số rắn độc nghe răng giết người. Lão giả phun lửa âm hiểm cười lạnh. Cái lỗ nhỏ sau lưng của lão giống như cái nòng súng phun ra từng đợt lửa. Khói đèn kèm theo ngọn lửa có thể mê hoặc nhìn người. Dạng xà thiên quốc, xích đế thành. Khóe miệng của thêm nguyệt lộ ra một nụ cười quái dị. Còn có một con chuột núp trong bóng tối, ầm một tiếng đôi kiếm đèn trắng phá vỡ hư không chĩa thẳng vào yết hầu của thiềm nguyệt các bạn vừa nghe xong tập 94 bàn môn đạo sĩ tại chí quái thế giới cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt